Nắm lấy danh hiệu. Sẽ lời Phất, những kẻ thiếu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng sanh về cõi ấy. Vì vậy sẽ lời Phất, người con trai lành, người con gái lành nào muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe danh hiệu Bụt A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy. Nghĩa là nghe danh hiệu thì phải nắm lấy danh hiệu. Cho tôi địa chỉ đi, cho tôi số fax, số phone đi, cho tôi địa chỉ điện thư, phải nắm lấy chúng. Tại vì danh hiệu hay địa chỉ ấy rất quan trọng. Vì sao? Vì cuộc đời dữ dằn lắm, nó lôi kéo mình đi theo như một dòng thác. Và trong những khi bị chìm đắm, trong khi bị lôi kéo như vậy, mà giả sử mình nhớ được cái tên đó và cái địa chỉ đó, thì mình có thể nhờ vậy mà được cứu thoát. Còn nếu không ghi nhớ được, chỉ nhớ mờ mờ cái tên, thì ta không thể được cứu thoát. Ta phải nhớ danh hiệu và địa chỉ thật rõ ràng. Nếu ghi nhận được danh xưng ấy, tên gọi ấy, địa chỉ ấy, thì mình có cơ thoát ra khỏi cái trầm trề khổ đau của mình. Nước Úc xa bên này biết bao nhiêu mà kể. Vậy mà mình nhờ có một cái tên, nhờ có một cái địa chỉ, nhờ có một số điện thoại, mà chỉ trong một hai ngày mình đã được ngồi trong đạo tràng Mai Thu. Trong khi đó có rất nhiều người ở chung quanh đây đầy đủ các điều kiện để đến, vậy mà không bao giờ biết đến đạo tràng. Phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày. Đọc câu này tôi chảy nước mắt, tại vì nhớ tới kinh Niệm Xứ. Kinh Niệm Xứ là kinh căn bản của thiền tập nguyên thủy. Rất tiếc là ở trong các chùa viện đại thừa có nhiều người không được biết đến và không được học kinh Niệm Xứ. Tại vì kinh Niệm Xứ là kinh gối đầu giường của các thầy và các sư cô thời Bụt còn tại thế. Đó là kinh mà các thầy và các sư cô thời Nguyên Thủy học thuộc lòng. Vì sao? Vì trong kinh này Bụt dạy về quán niệm thân trong thân, quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, quán niệm tâm trong tâm, quán niệm pháp trong pháp. Đó là thiền của Bụt, đó là thiền mà Bụt đã thực tập. Các thầy, các sư cô, học trò của Bụt đã trực tiếp thực tập. Bụt đưa ra những phương pháp rất cụ thể. Làm thế nào để quán niệm thân thể trong thân thể, cảm thọ trong cảm thọ, tâm ý trong tâm ý, và đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý. Sự thực tập của các thầy và các sư cô là sự thực tập chính trong hàng ngày. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, rửa bát. Cho nên kinh phải được học thuộc lòng. Sự thuộc lòng này đích thực là một trái tim, chứ không phải như một con vẹt. Con vẹt có thể học thuộc được, nhưng không phải thuộc lòng. Trong kinh Niệm Xứ, Bụt dạy rằng người nào thực tập được 7 năm thì sẽ thành đạo. Rồi Bụt nói không cần 7 năm, 3 năm cũng thành. Rồi Bụt nói không cần 3 năm, 1 năm cũng thành. Rồi Bụt nói không cần 1 năm, nửa năm cũng thành. Rồi Bụt nói không cần nửa năm, 1 tháng cũng thành. Rồi Bụt nói không cần 1 tháng, 7 ngày cũng thành. Rồi Bụt nói không cần 7 ngày, 1 ngày cũng thành. Chính những câu đó làm cho tôi chảy nước mắt. Khi mình nói 7 năm, có người rất sung sướng. Trời ơi, chỉ có 7 năm thôi. Nhưng có người nói 7 năm lâu quá, sao tôi có thể làm được? Vì vậy mà Bụt nói không cần 7 năm, 3 năm cũng được. Sở dĩ mình nghe mà muốn khóc, tại vì thấy lòng thương của Bụt bao la không bờ bến. Bụt ngồi đó mà mặc cả với chúng sanh. Nếu con không làm 7 năm thì 3 năm cũng được, nếu không làm 3 năm thì 1 năm cũng được, tùy ý. Tôi khóc là khóc ở chỗ đó. Rồi kinh A Di Đà lại nói nếu niệm không được 10 tiếng thì 1 tiếng cũng được. Không khóc sao được? Ở đời
làm sao lại có một người có tình thương lớn đến như vậy? Nếu đọc kinh này mà không đọc bằng trái tim thì làm sao thấy được điều đó? Có người khó có định, có tuệ, nghĩ rằng mình tu không được, người khác tu chắc cũng không được. Nhưng Bụt nói, tất cả đều tu được, con cứ tu đi. Nếu con nghĩ rằng con niệm 10 tiếng không được thì con niệm 1 tiếng cũng được. Đoạn kinh Tứ Niệm Xứ ở trên tương tự như đoạn kinh A Di Đà này. Điều cảm động nhất là ở chỗ đó, Bụt duỗi cánh tay ra để cứu vớt những người trầm luân ở trong cuộc đời và độ những người không có khả năng giới định và tuệ. Bụt nói, con hãy làm đi, con sẽ làm được. Chúng ta biết rằng ở trong dược khoa, nhiều khi vì thuốc đắng nên những nhà bào chế phải đưa chất ngọt vào, làm cho thuốc trở đó đưa chất ngọt vào và làm cho thuốc đó trở thành ngọt. Những viên thuốc tệ ở đông y cũng vậy, người ta tán thuốc ra và trộn với mật ong để cho mình cảm thấy ngọt mà uống được. Có một thứ chè gọi là sâm bổ lượng. Những thứ này mát, con nít chịu ăn vào thì cơ thể chúng mới mát mẻ, mới không còn nổi mụn. Vì vậy ta làm cho nó thành chè. Cũng như mẹ bỏ viên thuốc kia ninh đắng vào trong một miếng chuối để cho mình ngậm vào miệng, rồi bảo nuốt đi con. Tất cả những cái đó đều từ lòng thương mà ra. Ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn là một bà từ mẫu, biết rằng con mình có đứa mạnh giỏi nhưng cũng có đứa yếu đuối, thành phải thi thiết ra những pháp môn phương tiện để các con có thể thâu thập một chút nào của chánh pháp. Nếu không thu thập nhiều thì thâu thập ít. Tất cả đều là do lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh. Đọc kinh ta phải đọc với tất cả trái tim của mình, đừng chỉ đọc bằng trí năng, sự tìm tòi, phân tích. Một sợi tóc chẻ làm 10. Nếu thấy được điều đó, chúng ta cũng sẽ có tình thương giống như Đức Thế Tôn. Ta ôm lấy tất cả mọi người, không chê bai một pháp môn nào, dẫu pháp môn đó rất dễ dàng. Nó dễ nhưng chưa chắc ta đã hiểu được. Sẽ thấy được Bụt A Di Đà và thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Câu này rất trung thành với ý niệm thiện căn phước đức nhân duyên. Mỗi ngày mình niệm một câu mà ngày nào cũng niệm. Nếu giỏi thì niệm 2 câu hay 10 câu, và mỗi ngày đều niệm như vậy. Đến khi lâm chung, tự nhiên mình sẽ nhớ mà niệm. Còn nếu nói, thôi, bây giờ chưa cần niệm, đợi đến phút gần lâm chung niệm một lần cho luôn, thì mình sẽ mất cơ hội. Vào giờ phút lâm chung, mình đau nhức quá trời, làm sao nhớ mà niệm. Quan trọng là ngày hôm nay, chúng ta phải niệm, dù là niệm chỉ được 1 hoặc 2 câu. Người ta nói mình mê tín, mình cũng cứ niệm. Bởi vì niệm như vậy, mình biết rằng mình đã gieo một hạt giống tốt đẹp vào trong tâm thức. Nếu một ngày niệm 1 câu hay 10 câu, thì thế nào đến giờ phút lâm chung, mình cũng không còn sợ hãi nữa. Mình đã có địa chỉ, đã có số điện thoại rồi, tự nhiên lúc đó mình sẽ nhớ. Sư cô Thuần Nghiêm kể là, hồi còn nhỏ ở bên Đức, mấy chị em trong nhà đều bắt phải học thuộc lòng địa chỉ của nhà, để lỡ đi chơi lạc đường thì nói ra được địa chỉ để người ta có thể đem mình về nhà. Học thuộc địa chỉ là lợi như vậy. Mình có một quê hương, mình không biết địa chỉ của quê hương thì làm sao mà về được. Cho nên mình phải thuộc nằm lòng cái tên quê hương của mình, cái địa chỉ quê hương của mình, để những lúc thất điên bát đảo, những lúc bị ba đào sóng gió cuốn theo, nhớ đến tên gọi quê hương, nhớ tới địa chỉ, mình có thể tìm về. Mỗi ngày chúng ta đều có công phu. Công phu ngồi, công phu kinh hành hay công phu tụng niệm đều là công phu. Tất cả những cái đó là những cái thực tập hàng ngày. Sự thực tập này hết sức quan trọng, nhất là khi thực tập chung với anh em, chị em. Đừng nói tôi lớn rồi, tôi không cần thực tập theo chúng. Ta phải nắm lấy danh hiệu mà hết lòng thực tập quán niệm. Phương pháp này gọi là phương pháp trì danh. Trì danh không phải chỉ bằng cái miệng của mình mà còn bằng tâm của mình. Nắm lấy là trì, hết lòng là nhất tâm. Nắm lấy danh hiệu không phải bằng trí năng hoặc bằng miệng lưỡi mà bằng trái tim. Tâm của mình phải chuyên nhất, mình phải để tâm vào danh hiệu đó, phải làm cho danh hiệu của Bụt có mặt trong tâm mình. Khi niệm Nam Mô Bụt A Di Đà mà tâm ta nghĩ đến chuyện khác
thì đó là niềm danh hiệu suông, cũng giống như vỏ trấu không có hạt gạo ở trong, đó là hạt lúa lép. Niệm bụt mà không có nội dung gọi là niệm bụt không nhất tâm, vỏ trấu không thể nấu thành cơm được. Như vậy trong vỏ trấu phải có hạt gạo. Cũng vậy, niệm bụt có nhất tâm thì gọi là niệm bụt có nội dung. Khi mình niệm bụt Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, con kính lại Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc ứng túng, bậc chánh biến tri, thì mình biết Thế Tôn Bhagava là đấng mà người đời tôn kính, ứng cúng Arahato là người xứng đáng được cúng dường, chánh biến tri là bậc có sự hiểu biết chân thực và toàn vẹn. Khi niệm danh hiệu, lòng mình có sự rung động và tha thiết, giống như mình gọi tên của người thương vậy. Nghe tên người thương, mình cảm thấy rung động, nó làm cho mình khỏe, nó làm cho mình có hy vọng. Niệm bụt cũng phải như vậy. Niệm bụt không phải chỉ là gọi tên một cách trống rỗng, mà phải làm cho lòng mình tràn đầy sự tín kính. Có những người niệm bụt chưa kinh nghiệm, không có nội dung. Có một bà cụ khi giận quá niệm bụt Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi là trời, tức quá, tôi muốn chết quá đi. Niệm bụt như vậy thì không có an lành, vững chãi và từ bi. Niệm bụt là phải có an lành, vững chãi và từ bi. Chúng ta đôi lúc gặp nhau chào A Di Đà Phật hay Mô Phật, tiếng chào không có nội dung, tiếng chào rất buồn cười, và đôi khi lại còn sử dụng từ Mô Phật để mỉa mai nhau. Điều này không nên, vì nó đưa đến tội bất kính. Do đó trì danh là phải nhất tâm. Nếu trì danh mà không nhất tâm là trì danh không có nội dung, tức là không gieo được hạt sen giác ngộ vào tâm địa của mình. Có một bà cụ niệm bụt rất siêng năng, sáng nào bà cũng lên hương đèn rồi niệm bụt, có mỏ có chuông đàng hoàng. Nhưng bà đã niệm bụt như vậy trải qua 10 năm mà tánh xấu của bà vẫn không thay đổi gì cả. Bà dữ lắm, và hàng xóm ai cũng ngán cái khẩu nghiệp của bà. Có một người đàn ông trong làng muốn dạy cho bà một bài học. Buổi sáng hôm ấy, đúng lúc bà lên hương đèn niệm bụt, thì ông ta đứng trước ngõ gọi tên của bà. Bà Tư ơi, bà Tư! Nghe gọi tên mình, bà Tư thầm trách là đã tới sao không vào, lại còn đứng ngoài cửa mà kêu. Và bà bắt đầu bực bội. Bà thỉnh chuông mỏ lớn hơn và niệm bụt to hơn để gián tiếp nói rằng bà đang niệm bụt và ông hàng xóm không lịch sự. Ông hàng xóm giả bộ không nghe, ông ta cứ đứng ngoài cổng tiếp tục gọi tên bà. Ở trong này bà lại càng niệm lớn giọng, hai bên đều lớn tiếng, nhưng ông hàng xóm cứ giả bộ không nghe, vẫn tiếp tục gọi tên bà. Đến một lúc nào đó bà chịu không nổi nữa, bà giứt chuông mỏ ra đường chống nạnh để chửi. Này cái anh kia, anh có biết giờ này là giờ ta đang niệm Phật không? Đồ bất lịch sự, đồ khốn nạn. Bây giờ ông nọ mới cười lớn và bảo, trời ơi, tôi mới gọi bà có mấy chục tiếng như vậy mà bà đã giận như thế. Huống gì mỗi ngày bà gọi tên Đức Thế Tôn hơn cả một tiếng đồng hồ, chắc là Đức Thế Tôn giận bà lắm. Qua câu chuyện bà Tư, ta biết rõ cái vô ích của sự trì danh mà không có nội dung. Bởi vậy trong kinh nói là phải nắm lấy danh hiệu mà hết lòng. Thực tập chánh niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn là làm thế nào để trong khi ta niệm bụt thì tâm ta không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ nghĩ đến bụt mà thôi. Điều đó rất đúng với phép tùy niệm Buddha Anuttiti. Niệm bụt là một giáo lý nguyên thủy của Phật giáo, không phải mình chỉ niệm bụt, niệm pháp và niệm tăng trước khi giảng sanh. Sau khi giảng sanh mình vẫn tiếp tục niệm bụt, niệm pháp và niệm tăng. Câu nhất tâm bất loạn hết sức quan trọng. Niệm bụt phải đạt đến nhất tâm bất loạn, nghĩa là lúc niệm bụt tâm ta ngưng tụ vào danh hiệu của bụt mà không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, không nghĩ đến chuyện nấu cơm, chuyện nấu nước, chuyện thắp đèn, chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Niệm bụt chỉ để niệm bụt mà thôi. Thành tựu sự niệm bụt nhất tâm bất loạn là một quá trình thực tập. Ban đầu tâm còn tán loạn, nhưng ta đừng mất kiên nhẫn. Nhiều khi ta niệm 10 tiếng mà 9 tiếng
lạc vào vọng tưởng, chỉ còn lại một tiếng có chánh niệm cũng còn đỡ hơn không có tiếng nào. Ngày mai ta niệm 10 tiếng thì có thể có được 2 tiếng trong chánh niệm, như vậy là đã tiến bộ rồi. Niệm Bụt nên ngồi chung nhiều người để niệm, những người bạn cùng tu với mình. Niệm Phật đường là chỗ để niệm Phật, ta ngồi chung với nhiều người niệm Bụt như vậy thì ta có năng lượng nhiều hơn. Ban đầu mình chỉ thành công được 1/10, nhưng từ từ niệm và định tăng trưởng thành 2/10, rồi 3/10, 4/10, cho đến một lúc nào đó mình niệm Bụt 10 tiếng thì có chánh niệm cả 10. Đó là sự thành công lớn. Khi nghe danh hiệu Bụt A Di Đà thì phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc ở trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ thấy được Bụt A Di Đà và các vị thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Đó là phước đức tối thiểu mà khi lâm chung ta được nương nhờ. Vì giây phút lâm chung là giây phút hết sức quan trọng và cực kỳ nguy hiểm của đời ta. Lúc ấy ta được dẫn dắt bởi năng lượng thiện hoặc ác do ta tạo ra trong đời sống. Nếu ta thường niệm Bụt, có chánh niệm, thì vào giờ phút lâm chung, tâm thức ta sẽ vững vàng để đưa ta đi về hướng thiện và gặp được các bậc thượng thiện nhân. Còn nếu không được như vậy thì ta sẽ đi về tam ác đạo. Giờ phút lâm chung, ta cần có tăng thân bên cạnh để hộ niệm cho ta. Và ta biết rằng được hộ niệm như vậy thì tâm ta vững vàng để hướng về một cảnh giới tốt đẹp. Nếu thực tập giỏi thì ta không phải đợi giờ phút lâm chung mới đến được tịnh độ, mà trong mỗi giây phút niệm Bụt ta đã có tịnh độ bên mình. Không phải niệm Bụt thì tới giờ phút lâm chung mới có định, hãy có niệm là có định ngay lập tức. Và hãy có niệm và có định khi cõi quế độ đã bắt đầu chuyển hóa để trở thành cõi tịnh độ. Như vậy cõi tịnh độ bắt đầu hiện tiền. Ta không đợi đến khi lâm chung mới đi về tịnh độ, ta về tịnh độ ngay khi ta đang niệm Bụt. Điều này ta phải thấy cho rõ vì nó hết sức quan trọng. Đức Thế Tôn nói: giáo pháp của Như Lai mầu nhiệm ngay từ lúc bắt đầu. Giờ phút mà ta nắm lấy hơi thở và thực tập trong mỗi bước chân là ta đã bắt đầu thấy có kết quả. Cho nên tịnh độ không những sẽ biểu hiện ra lúc lâm chung, mà còn biểu hiện ra cho ta lúc ta bắt đầu thực tập niệm Bụt. Sử dụng tâm để niệm Bụt, tâm ta lúc ấy trở thành tâm của các bậc thường thiện nhân. Khi ta bắt đầu niệm Bụt và niệm cõi cực lạc thì tâm ta lúc đó có Bụt và có cõi cực lạc. Nếu quý vị đã ở làng Mai tu học 1 tháng, 2 tháng hoặc 6 tháng thì quý vị đã có những hạnh phúc của làng Mai. Và khi quý vị rời làng Mai thì quý vị mang hạnh phúc ấy của làng Mai đi theo về nơi trú xứ của quý vị. Nhiều lúc ở nơi trú xứ của quý vị gặp nhiều khó khăn, nhưng nghĩ đến những hình ảnh và hạnh phúc của làng Mai thì hình ảnh và hạnh phúc ấy sẽ hiện tiền. Như vậy lúc đó là làng Mai đang có mặt trong tâm của quý vị. Tịnh độ cũng vậy, không phải ta đi tới cực lạc mới có tịnh độ, mà tịnh độ đi tới với ta. Tịnh độ có sẵn trong lòng ta. Dù ta đang đứng ở chỗ trầm luân, nhưng nếu ta nghĩ tới Bụt và tới tịnh độ là ta đã thấy khỏe khoắn trong lòng. Những người không có chỗ để hướng về, để nhớ tưởng là những người đã đánh mất mình. Ta có chỗ để về, có Bụt để tưởng nhớ là ta đã có hạnh phúc lớn, có phước đức lớn. Ta có tăng thân cùng tu học, có pháp Bụt để hành trì, có môi trường để thực nghiệm. Đó là những điều hết sức quý báu. Ta phải có bổn phận duy trì và phát triển những điều kiện ấy bất cứ nơi nào ta có mặt. Nếu một người trong giờ phút lâm chung mà an trú được trong định, nếu người ấy không hề điên đảo và tán loạn thì người ấy sẽ giảng sanh ngay vào nước cực lạc. Điên đảo có nghĩa là chút đầu ngược lại, không điên đảo gọi là chính trực. Mình biết trời là trời, đất là đất, Bụt là Bụt, ma là ma. Cái biết đó là chánh trí. Nếu tâm ý ta lộn xộn, không ổn định, cho trời là đất, đất là trời, Phật là ma, ma là Phật, thì đến lúc lâm chung, trong tâm trạng điên đảo đó, ta sẽ rơi vào tam ác đạo.
Lúc lâm chung mà ta có định là nhờ ta thực tập giới, niệm và định trong đời sống hàng ngày. Và vì ta có thực tập giới, niệm và định nên ta đã bắt đầu có hạnh phúc ngay trong đời sống hàng ngày rồi, chứ không phải đợi đến lúc lâm chung ta mới có hạnh phúc. Sở dĩ chúng ta nói đến lúc lâm chung vì lúc lâm chung là lúc sự tiếc nuối thường phát hiện. Nếu có niệm bụt là có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân mà ta có niệm bụt là ta có thể đem tịnh độ về cho ta trong giây phút hiện tại. Điều này là điều chúng ta thấy được trong lúc hành trì. Xá Lợi Phất, vì thấy được điều lợi ích lớn lao này, cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng, những ai đang nghe tôi nói đây, hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Trong giờ phút nói lên câu này, tâm lý Đức Thế Tôn cũng là tâm lý của chúng ta. Chúng ta cần có một khung cảnh an toàn và hạnh phúc để chuyển hóa khổ đau. Nên khi gặp ai đau khổ là ta giới thiệu khung cảnh an toàn và hạnh phúc ấy cho họ để họ có dịp đến đó tu học. Kinh A Di Đà là kinh Đức Thế Tôn giới thiệu quê hương tịnh độ cho chúng ta. Những đoạn kinh tiếp theo nói về sự hộ niệm của các vị Bụt trong mười phương. Này Xá Lợi Phất, nếu trong giây phút hiện tại tôi đang ca ngợi sự lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Bụt A Di Đà, thì tại phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Thượng và phương Hạ, các Bụt đông như số cát sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của quý vị, bao trùm cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà các Bụt trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm. Trong câu kinh này, Bụt nói rằng không những Ngài đang tán dương cõi tịnh độ của Bụt A-di-đà, mà Ngài còn khuyến khích chúng sanh các cõi khác phát nguyện sinh về cõi ấy. Các vị Bụt khác trong thế giới mười phương, ít nhất là sáu phương, đều đang làm như Ngài cả. Kinh A-di-đà là một kinh rất mầu nhiệm. Cõi A-di-đà là một nơi lý tưởng để thực tập đời sống giác ngộ, và Bụt A-di-đà là một bậc đạo sư lý tưởng. Vì vậy, tất cả các vị Bụt trong mười phương, vị nào cũng nâng đỡ và yểm trợ cho nhau. Vị Bụt nào cũng có đạo tràng và có tịnh độ cả. Các ngài có đạo tràng và có tịnh độ để yểm trợ cho chúng sanh tu học, và các ngài cũng yểm trợ cho nhau trong việc thành tựu lý tưởng giác ngộ. Chúng ta phải biến ngôi chùa của chúng ta thành đạo tràng tu học, thành một cõi tịnh độ nho nhỏ, và đồng thời hỗ trợ cho đạo tràng của các ngôi chùa khác nhằm mở rộng niềm tin cho hàng Phật tử tu học. Đọc đoạn kinh này, ta thấy các vị Bụt cư xử với nhau hết sức cao đẹp. Nói đến Cực Lạc là các Đức Thế Tôn ở các quốc độ khác đều đồng thanh khen ngợi rằng cõi Cực Lạc là cõi rất đẹp, Đức Bụt A Di Đà rất giỏi. Các ngài ca ngợi nhau một cách hết lòng, chứ không phải khen nhau bằng những từ ngoại giao. Các ngài không bao giờ nói xấu nhau như chùa này nói xấu chùa khác. Các ngài đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các ngài. Người có lưỡi rộng và dài là người nói thật. Cái lưỡi của Bụt dài đến nỗi le ra một cái là bao trùm được hết Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Đây là ngôn từ đại thi sĩ. Cái lưỡi của chúng ta rất ngắn, cái lưỡi của chúng ta rất nhỏ, cho nên ta không thể dùng lưỡi của chúng ta mà tạo ra được nhiều hạnh phúc như cái lưỡi của các Đức Thế Tôn. Tướng lưỡi rộng dài là một trong 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nào cũng có 32 tướng đẹp. Tướng đẹp thứ 27 là tướng lưỡi rộng dài. Và một người có cái lưỡi như vậy thì không thể nói ngang ngược, nói chăm chít, nói hai chiều, nói thiêu dệt. Chỉ có cái lưỡi rộng dài mới nói ra được những điều vi diệu thôi. Hãy quán tưởng Bụt A Di Đà đang ngồi trên cõi Cực Lạc mà thấy các Bụt xung quanh đều nói tốt về mình. Điều này Bụt A Di Đà thấy cũng bình thường thôi, không tự hào tự phụ. Vì đã là Bụt thì vị nào cũng ủng hộ cho nhau hết lòng cả. Này Xá Lợi Phất, thầy nghĩ sao? Tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các vị Bụt đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm? Sở dĩ như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành đạo nghe được vị Bụt A Di Đà hết lòng hành trì
và thực tập theo phương pháp niệm mục, thì những người ấy được tất cả các vị mục hộ niệm và tất cả đạt tới địa vị cao tột, không còn bị thối chuyển. Vì vậy, quý vị hãy tin vào những lời tôi đang nói và cũng là những lời chư mục đang nói. Trong đoạn kinh này, ta thấy ẩn giấu một hạt minh châu. Phương pháp đó gọi là nhất hành tam muội. Tam muội này là thiền định theo phương pháp niệm Phật tam muội. Khi thiền tập đạt được tam muội rồi, thì bấy giờ ta niệm mục nào cũng được, miễn là mình niệm mục mà thôi. Ta niệm mục A Di Đà cũng được, niệm mục Thích Ca cũng được, niệm mục Di Lặc cũng được. Ta chỉ cần niệm một vị mục thôi. Mà nếu đạt đến nhất tâm là ta có định. Khi ta đã có định ở nơi một vị mục, thì thông qua vị mục đó ta có thể tiếp xúc được hằng hà sa số chư mục. Vị mục là tất cả các vị mục, và tất cả các vị mục là một vị mục. Cho nên niệm mục A Di Đà cũng là niệm mục Thích Ca, niệm mục Thích Ca cũng là niệm mục Ca Diếp, niệm mục Ca Diếp cũng là niệm mục Tỳ Bà Thi, vân vân. Vì vậy niệm mục này cũng là niệm mục kia. Ta đang kính lễ mục này cũng có nghĩa là ta đang kính lễ mục kia. Cái thấy đó, cái định đó được gọi là nhất hành tam muội. Đến đây chúng ta đọc tới một câu kinh khác rất là huyền diệu: đã về đã tới. Sa Lợi Phất, nếu có người đã, đang hay sẽ phát nguyện xin về cõi bục A Di Đà, thì người ấy ngay trong giờ phút phát nguyện đã đạt được quả vị giác ngộ cao tột, không thối chuyển, và đã có mặt ở nước ấy rồi. Không kể đến sự kiện là người ấy chưa sanh, đang sanh hay sẽ sanh về đó. Câu kinh này có nhiều người dịch khác nhau, nhưng theo cái hiểu của tôi thì dịch như trên mới rõ nghĩa. Nếu ta tiếp nhận được ý nghĩa của câu kinh này thì ta xúc chạm tới được bản môn. Sa Lợi Phất, nếu có người đã, đang hay sẽ phát nguyện sanh về cõi bục A Di Đà, ta có muốn sanh về cực lạc hay không? Tất cả đều do ta. Ta có hai hoàn cảnh: một hoàn cảnh ta đang hệ lụy khổ đau, và hai là tuy ta đã ở trong hoàn cảnh ấy, nhưng ta đã có tâm muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy. Vì vậy vấn đề là ta có muốn thoát hay không muốn thoát. Nếu ta muốn thoát thì ta sẽ thoát được, và nếu ta không muốn thoát thì ta sẽ không bao giờ thoát. Quý vị đã từng bị lâm vào một hoàn cảnh đau thương và hệ lụy của cuộc đời chưa? Có rồi phải không? Cuộc đời sao mà nhiều khổ đau quá. Nhìn xung quanh, ta thấy người nào cũng khổ, người nào cũng trầm luân, người nào cũng hệ lụy. Ta cũng hệ lụy, ta cũng chìm đắm như người khác. Bây giờ tự nhiên ta có ý muốn thoát ra, muốn đi tới một chỗ có an toàn, có giới luật, có chánh niệm, có tăng thân. Ăn thua là mình đã có ý muốn đó hay không? Nếu có thì tuy mình đang ở đó mà mình đã bắt đầu thoát ra khỏi chỗ đó rồi. Quý vị có hiểu không? Tại sao? Tại vì tâm mình không còn vướng mắc vào chỗ đau khổ ấy nữa. Tuy thân của mình đang ở chỗ đó mà tâm của mình đã vượt ra khỏi chỗ đó và đã đi đến chỗ kia rồi. Nghĩa là ngay lúc tâm mình phát nguyện thì mình đã có mặt ở tịnh độ. Nếu có người đã, đang hay sẽ phát nguyện sanh về nước bục A Di Đà, thì người ấy ngay trong giờ phút phát nguyện đã đạt tới quả vị cao tột, không còn thối chuyển, tức là không còn bị sa đọa. Và tại sao người đó không bị sa đọa? Là do sự quyết tâm từ bỏ cõi quế độ của người đó. Ngay lúc quyết tâm đó, tâm của họ đã sanh vào tịnh độ, sanh vào địa vị không thối chuyển. Một khi ta đã sanh vào địa vị không thối chuyển thì ta không còn sa đọa nữa. Nên kinh nói nguyện sanh tịnh độ là đã sanh rồi, không kể đến sự kiện là người ấy đã sanh, đang sanh hay sẽ sanh về nước ấy. Quý vị có thấy câu kinh này màu nhiệm không? Trong hoàn cảnh hệ lụy đau thương mà nếu mình có ý muốn thoát ly, và mình có thể thoát ly ngay ở trong tâm của mình, và ngay trong tâm của mình đã có cõi tịnh độ, như vậy là tuy còn đứng ngay tại chỗ mà mình đã sanh về cực lạc, và mình có thể quay lại cứu vớt những người đang bị chìm đắm trong khổ luyện, khổ hải mang mang hồi đầu thị ngạn. Biển khổ tuy là mênh mông, nhưng mà biết quay đầu lại thì đã thấy đất liền. Vậy vấn đề là
ta có muốn quay đầu lại hay không. Trong giáo lý Tịnh Độ, tâm nguyện là quan trọng, vì nguyện luôn luôn gắn liền với đức tin. Có nguyện và có đức tin thì cho dù ta đang ở trong hoàn cảnh khổ đau cùng cực đi nữa, ta vẫn có nẻo để thoát ra. Và nẻo thoát ấy là Tịnh Độ, là tăng thân đang tu học có giới, định và tuệ. Nếu có tính, có nguyện và có hành thì sanh về Tịnh Độ không phải là chuyện khó đối với ta. Cũng vậy, nếu ta có tính, có nguyện và có hành với đạo tràng Làng Mai thì việc đi về với đạo tràng Làng Mai sẽ không khó đối với chúng ta. Chỉ một cú điện thoại cũng đủ giúp ta tới đạo tràng Làng Mai rồi. Cô thiếu nữ tên là Thục Hiền có ý muốn xuất gia và có quyết tâm xuất gia. Thì trong giờ phút quyết tâm xuất gia đó, cô đã thành tựu được hạt giống xuất gia ở trong tâm cô rồi. Còn vấn đề cạo đầu, mặc áo chỉ là vấn đề hợp thức quá thôi. Nhìn cho sâu sắc là ta phải thấy như vậy. Tính, nguyện và hành là tinh hoa của việc tu tập Tịnh Độ. Tính là tin vào một nẻo thoát, nguyện tức là muốn, muốn một cách tha thiết, hành là sự thực tập Tịnh Độ hàng ngày. Hễ có tính, nguyện và hành là lập tức sanh về Tịnh Độ, không kể đến sự kiện người ấy đã sanh, đang sanh hay sẽ sanh. Đọc kinh là phải quyết tâm để thấy được chiều sâu của kinh. Phải đọc kinh bằng trái tim để khi tiếp xúc với tích môn, mình cũng tiếp xúc được với bản môn. Đức Thích Ca dạy, quý vị hãy nên tin vào kinh này. Kinh mà các bục trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm. Xưng tán vì kinh này có công đức vô lượng và có thể tạo ra nhiều thành tích, nhiều công đức. Và hộ niệm là yểm trợ bằng năng lượng chánh niệm của mình. Như vậy, tất cả chư bục đều khen ngợi sự thực tập của kinh này và hứa sẽ dùng năng lượng chánh niệm của mình để yểm trợ cho những người nào muốn thực tập. Lý luận của tính cách biện chứng của sự hành trì này là khi mình để tâm vào bất cứ một vị bục nào thì qua vị bục đó mình có thể tiếp xúc với tất cả các vị bục khác trong vũ trụ. Và vì vậy, danh hiệu riêng của từng ngài không còn là một vấn đề nữa. Vì qua một vị bục, mình có thể tiếp xúc với tất cả các vị bục trên thế giới. Cho nên ta niệm bục nào cũng được hết, miễn là ta niệm bục cho được nhất tâm. Chính nhờ các vị bục trong vũ trụ hộ niệm mà hành giả sẽ không bị thối chuyển, tức là không bị sa đọa. Thực tập là được giữ gìn để đi tới, chứ không phải đi lui. Nhìn sâu, ta thấy trong kinh có ý niệm về tăng thân, và đây là một ý niệm hết sức căn bản và quan trọng. Tại vì Tịnh Độ là sáng tạo phẩm cộng đồng của tăng thân, không phải chỉ có Tịnh Độ của một vị bục. Tất cả các vị bục trong vũ trụ đều có Tịnh Độ và đều yểm trợ cho các cõi Tịnh Độ. Ở bài kinh này ta học được rằng chỉ cần để tâm niệm của mình hướng về một vị bục và niệm bục đến chỗ nhất tâm thì mình có cơ hội tham dự vào cõi Tịnh Độ, dù trong lòng mình vẫn đang còn có những hạt giống khổ đau. Trong ta đang còn có những hạt giống khổ đau, nhưng ta vẫn có thể tham dự vào cõi Tịnh Độ. Đây là một điều rất hay. Vì ở trong giáo lý Tịnh Độ có ý niệm đới nghiệp giảng sanh. Đới là mang theo, quẩy theo. Nghiệp là những hậu quả khổ đau cho những động tác của cơ thể, của tư tưởng và của lời nói trong quá khứ đem lại. Mình có thể đem những nỗi khổ niềm đau của mình về tham dự vào Tịnh Độ. Giảng sanh là đến tham dự. Đới nghiệp giảng sanh nghĩa là đang quẩy nghiệp theo mà vẫn tham dự được Tịnh Độ. Khi ta cầm một hòn đá hoặc một viên sỏi và liệng xuống dòng sông, thì dầu viên đá hoặc hòn sỏi có nhỏ, có nhẹ đến mấy, nó vẫn chìm xuống sông như thường. Nhưng khi ta có một chiếc thuyền để chuyên chở, thì dù cho ta có đặt mấy trăm ký đá vào thuyền thì thuyền cũng vẫn không chìm. Đây là một thí dụ rất hay về đới nghiệp giảng sanh. Một mình thì chìm nghiễm, nhưng có sức hộ niệm của tăng thân, của Bụt và Bồ Tát thì mình sẽ không chìm, mình vẫn nổi. Và sự khác nhau là ta có tăng thân hay không, có Tịnh Độ hay không. Có tăng thân và có Tịnh Độ thì cho dù mình còn có đau khổ trong tâm, mình cũng không bị chìm. Cái hay là ở chỗ đó. Điều này có thể gọi là tha lực, tức là sức mạnh không phải sức mạnh của mình mà của người khác. Nhưng tha lực được làm bằng chất liệu của tự lực. Thí dụ, tăng thân tuy là tha lực nhưng tăng thân được làm bằng tự lực.
mỗi người đều đóng góp năng lượng hạnh phúc và năng lượng an lạc của mình vào tăng thân, nên tăng thân mới có năng lượng của chánh niệm, năng lượng của hạnh phúc, năng lượng của an lạc. Đem năng lượng đó ra thì tăng thân cứu vớt và chuyên chở được nỗi khổ niềm đau của người mới đến. Người mới đến cũng vậy, sự thực tập chánh niệm của mình cũng có thể đóng góp vào năng lượng chánh niệm và niềm vui của tăng thân. Dù mình chỉ mới có chút ít niềm vui thôi, dù mình chỉ mới có chút ít năng lượng chánh niệm thôi, mình cũng có thể đóng góp được cho tăng thân rồi. Cái đó gọi là tha lực. Tha lực được làm bằng tự lực. Tha lực có sẵn, nên khi mình tham dự và thừa hưởng như hạnh phúc và an lạc của tăng thân thì mình phải đóng góp cái tự lực của mình vào cho tăng thân. Chúng ta thử nghĩ, có tịnh độ, có rất nhiều người mới giảng sanh, trong tâm thức của họ vẫn còn những hạt giống của tham giận, buồn rầu, sợ hãi, nghi ngờ. Do đó, thỉnh thoảng họ vẫn còn khổ đau, bởi vì họ là hạng đới nghiệp giảng sanh. Cho nên ta đừng tưởng tượng rằng khi được tham dự vào tịnh độ là ta sẽ không có vấn đề gì nữa hết. Nếu có một cõi mà không phải tịnh độ thì sự gặp gỡ của chúng ta trong cõi đó sẽ đưa tới sự chất chứa những khổ đau và sẽ tạo thành địa ngục. Nhưng trái lại, nếu chúng ta được gặp nhau ở cõi tịnh độ thì chúng ta có cơ hội để chuyển hóa khổ đau, bởi vì ở đó ta có Bụt và các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nhiều bậc thường thiện nhân, cho nên các ngài ôm ấp được những nỗi khổ niềm đau của người mới giảng sanh, ôm ấp trong tình thương, ôm ấp trong sự hiểu biết, ôm ấp bằng đức kiên nhẫn và sự hướng dẫn của mình. Do đó cõi tịnh độ có sức chịu đựng những nỗi khổ niềm đau của những người đới nghiệp giảng sanh mới tới, và nghiệp của những người đó sẽ được chuyển hóa từ từ bởi sự thực tập hàng ngày. Buổi sáng được đi hái hoa, được đi cúng bụt, buổi trưa về ăn cơm chánh niệm, được đi thiền hành, nghe pháp thoại do chim nói, do cây nói, được gần gũi Bụt A Di Đà, được thân cận bậc thiện tri thức. Đó là những điều kiện rất thuận lợi để tu tập, để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau mà mình đã mang tới từ bên kia. Và vì vậy, ở tịnh độ là dân chúng phải tu. Có phải vậy không? Ở cõi tịnh độ, tất cả dân chúng đều tu theo phép niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Nhờ gió, nhờ chim yểm trợ, nhờ Bụt và các vị Bồ Tát yểm trợ. Ta đừng nghĩ rằng qua đó, buổi sáng ta có thể dậy trưa, không đi ngồi thiền rồi, cũng không ra ăn cơm sáng với đại chúng. Không có chuyện đó đâu. Qua bên kia là thế nào, ta cũng sẽ làm đệ nhị thân cho một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát ấy thế nào cũng kéo ta dậy đi ngồi thiền chung và giúp đỡ ta trong lúc khó khăn. Vậy, đới nghiệp giảng sanh là một thực tại, và vì vậy, cõi tịnh độ có tính chất của một cõi phàm thánh độc cư. Phàm là những người trần tục và thánh là những người đã được giải thoát một phần hoặc giải thoát hoàn toàn. Phần thánh ôm ấp phần phàm, giữ gìn phần phàm, đừng cho phần phàm bung ra và để cho phần phàm từ từ chuyển hóa. Cái hay của tịnh độ là không phải không có phần phàm, nhưng cái phần phàm được ôm ấp nâng niu và chăm sóc bởi phần thánh. Chúng ta hãy quán tưởng đây là vòng tay của Bụt và của các vị Bồ Tát đang ôm lấy tất cả chúng ta trong nguồn năng lượng thánh thiện của Ngài. Nguồn năng lượng thánh thiện này là nguồn năng lượng của chánh niệm, và đây là những chúng sanh vừa mới giảng sanh, có rất nhiều chất phàm trong họ. Nhờ có nhiều bậc thường thiện nhân tụ tập lại một chỗ, cho nên họ mới có đủ khả năng thực tập chánh niệm để tự ôm ấp được những phần phàm đó của họ. Mỗi cá nhân đều có phần phàm trong tự thân, nhưng mỗi cá nhân cũng có phần thánh trong họ. Tuy mình là người phàm, nhưng vì mình đang tu tập chánh niệm nên phần thánh đã bắt đầu có mặt. Do đó, chất thánh không phải chỉ có ở nơi người khác mà cũng có nơi chính mình. Mỗi bước chân có chánh niệm, mỗi hơi thở có chánh niệm đều có thể chế tác ra được phần thánh của mình, để mình có thể ôm ấp lấy phần phàm của mình. Và nếu chưa đủ, mình mượn phần thánh của chư Bụt và của các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ hoặc các bậc thường thiện nhân để ôm ấp và chuyển hóa phần phàm ở nơi mình. Lý do tồn tại của tăng thân là sự có tu và có học. Tới với tăng thân là để tu và để học. Vì vậy, mỗi ngày mình chế tác được chất thánh thêm một chút để ôm ấp lấy chất phàm trong mình và để chuyển hóa chúng.
ta hãy nhìn vào tăng thân của ta để thấy rằng tăng thân của ta cũng là một cộng đồng phàm thánh độc cư. Chất thánh trong chúng ta mặc dù đang có, nhưng không thể nào so với chất thánh của chư Bụt và Bồ Tát. Và trong chúng ta có người có chất thánh nhiều hơn chất phàm, nhưng cũng có người có chất phàm nhiều hơn chất thánh. Mỗi chúng ta đều có cả hai chất liệu ấy, nhưng chất lượng phàm và thánh ở trong mỗi chúng ta đều khác nhau.